Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì là 7 giờ 13 phút sáng và chúng ta sẽ tiếp tục Cà phê Ngày Mới với những tin tức cập nhật về tình hình của dịch bệnh COVID-19 ở tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Tính đến 6 giờ sáng nay, theo thông tin từ Bộ Y tế thì chúng ta không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào của SARS-CoV-2 và chúng ta đã đến với ngày 61 liên tiếp không ghi nhận các ca lây nhiễm và mắc mới ở trong cộng đồng. Hiện tại thì có 11 bệnh nhân đang được điều trị và trong đó chỉ còn có 6 bệnh nhân dương tính thôi. Và tất cả dư luận đều quan tâm đến tình hình của bệnh nhân người Anh thì đến ngày hôm qua bệnh nhân người Anh cũng đã phục hồi và có thể giao tiếp được bằng lời nói. Đó là câu chuyện rất đáng mừng ở Việt Nam cũng như là công tác phòng chống dịch bệnh. Còn trên thế giới thì có vẻ như tình hình cũng đang rất phức tạp. Ví dụ như là câu chuyện về việc tái trở lại của dịch COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Và theo số liệu thống kê của trang worldmatter.info thì tính đến tối ngày 15 tháng 6, thế giới đã ghi nhận 8 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 435.000 trường hợp tử vong. Nhiều nước đã bắt đầu từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội. Tuy nhiên, dịch thì đang có xu hướng quay trở lại và đang lây lan trên diện rộng hơn. Ngày 14 tháng 6, chính phủ Anh thông báo ghi nhận thêm 36 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là con số tử vong trong ngày thấp nhất ở Anh kể từ ngày 21 tháng 3 vừa qua, hai ngày trước khi nước này thực hiện các biện pháp hạn chế hoạt động để phòng dịch. Ngày 14 tháng 6, Anh cũng ghi nhận thêm 1.514 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 295.889 ca và 41.698 ca tử vong. Ngày 15 tháng 6, nước Anh bắt đầu bước vào giai đoạn nới lỏng các biện pháp hạn chế hoạt động. Theo đó, cho phép mở lại tất cả các cửa hàng bán lẻ được cho là không thiết yếu như các cửa hàng bán quần áo, đồ điện tử, hiệu sách, cũng như các vườn thú, công viên, rạp chiếu phim. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh được phép mở cửa trở lại phải đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Ngày 15 tháng 6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 ở nước này. Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi thủ đô Tokyo vào ngày 14 tháng 6 xác nhận có thêm 47 ca mắc mới COVID-19 chỉ trong 24 giờ. Đây là lần đầu tiên trong gần một tháng qua Tokyo ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh. Điều này làm dấy lên lo ngại nguy cơ làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai bùng phát tại thủ đô của Nhật Bản với số ca mới phát hiện. Tokyo đến nay ghi nhận tổng cộng hơn 5.500 trường hợp mắc COVID-19. Trước tình hình trên, Thủ tướng Shinzo Abe cảnh báo người dân không nên chủ quan rằng virus SARS-CoV-2 sẽ yếu đi trong mùa hè vì virus nguy hiểm này vẫn lây lan ngay cả ở các quốc gia cực nóng tại Trung Đông. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị để đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ hai bằng cách củng cố hệ thống y tế và tăng cường xét nghiệm virus. Trong một thông báo ngày 14 tháng 6, Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, bà Chaisuri Taisaranakul cho biết sẽ có khoảng 1.000 người nước ngoài dự kiến được phép nhập cảnh Thái Lan mỗi ngày mà không phải cách ly 14 ngày. Những người này chủ yếu là doanh nhân, bệnh nhân, người đến Thái Lan theo thỏa thuận hợp tác du lịch song phương giữa Thái Lan và một số quốc gia nhất định đã kiểm soát tốt đại dịch COVID-19. Theo bà Chaisuri, nhiều diện du khách khác sẽ được cho phép nhập cảnh Thái Lan nếu chương trình thúc đẩy du lịch thành công trong việc kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 bắt buộc phải thực hiện trước khi du khách xuất cảnh khỏi nước sở tại và tại thời điểm nhập cảnh vào Thái Lan. Một quốc gia Đông Nam Á khác là Indonesia cũng đang lên kế hoạch mở cửa trở lại lĩnh vực du lịch vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Người phát ngôn của Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia, Ari Juliano cho biết các biện pháp giám sát y tế chặt chẽ sẽ được thực hiện để bảo vệ du khách, đồng thời phòng ngừa trường hợp du khách mang theo mầm bệnh đến nước này. Cùng với những diễn biến phức tạp của tình hình COVID-19 tại Bắc Kinh, thì mới đây hàng loạt các tỉnh thành của Trung Quốc như Trùng Khánh, Hắc Long Giang, Nội Mông Cổ, Giang Tô đã nâng mức độ cảnh báo nguy hiểm đối với Bắc Kinh, đồng thời khuyến cáo người dân nên hạn chế tới đây. Ở một số địa phương, những người từ Bắc Kinh trở về phải cách ly tại nhà 14 ngày, thậm chí chính quyền thành phố Trùng Khánh còn yêu cầu cách ly tập trung 14 ngày, cộng thêm 7 ngày quan sát tại nhà. Tình hình dịch COVID-19 thời gian gần đây tại Bắc Kinh tiếp tục diễn biến phức tạp khi chỉ trong vòng 5 ngày vừa qua, số người mắc COVID-19 tại Bắc Kinh đã tăng thêm gần 90 trường hợp, tất cả đều có liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Tân Phát Địa. Ngoài việc phong tỏa hơn 20 khu dân cư, Bắc Kinh đang tiến hành xét nghiệm theo phương thức cuốn chiếu nhằm phát hiện tối đa những người mắc bệnh.